So now you have a second dose now, today? Yes, today I got the second dose of Pfizer. Oh my God. I am sleeping, you go to get it. Yes. Oh my goodness. You ready, she said? Oh my goodness. So I'm next week? You're next week, next Wednesday. Okay. Yes. Good. So now this week I'll take care of you. Yes. And then you take care of you next week. Oh, so if anything happens, Yes, now we can travel. Oh, neat though. Don't wear masks either. No. Nice. Oh, good. Good for you. Yes. Lấy các bạn hôm nay bà xã đi chụp đi tiêm mũi thứ hai đó. Okay. Bây giờ là bà xã sẵn sàng, không có cần phải mang khẩu trang này nữa, hay là có thể đi chơi, nhưng mà từ sau tới mình, từ sau sẽ tới mình đi chích một lần thứ tư. Từ sau có lẽ cái mũi này là mũi của mình, nhưng mà thôi mình về cho bà xã. Trước xã hay đi ra ngoài đi tìm lắm, hết đi thư viện nè, đi chợ lại đi nọ, mình làm biếng lắm các bạn. Yes. Để cho bà xã chích trước ha. Yeah. Ha, mình làm biếng không, mình cứ quanh quẩn ở nhà không à, mình không có social life. Yeah. Không có đi ra ngoài thường, cho nên thôi để cho bà xã làm trước, để coi cái tình trạng mà đau nhất nó ra sao. Mình rất sợ uống thuốc luôn các bạn, không thích không đó thì cũng được. Đây các bạn, nghĩa là hai mũi nè, một mũi trước đầu nè ha, đây là một mũi sau nè, là nó ghi cả thời gian nè, là 1:48 buổi chiều không, rồi là cái lượng mà nó chích cho mình là bao nhiêu euro 0.3 ml nè, không rồi cái là mình chích vô cái vai nào, vai trái vai phải rồi nó viết vô không, thì để ví dụ như cái mũi thứ hai này nó quan trọng, tức là nó có bị dị ứng gì đó không, thì nó sẽ biết ra được là bây giờ trong cái hồ sơ bệnh lý của mình ở trong của nhà nước á, trong cái thẻ mà nó kêu là healthcare không, là nó đã có chương trình rồi. Bây giờ mình muốn đi du lịch phải không, mình đi du lịch cũng dễ phải không, mình đi du lịch cái là mình là nó nằm ở trong đó rồi, mình lên là mình chỉ cho nó scan cái này nè, nó scan mấy cái này nè, là nó sẽ ấy luôn. Nhưng mà sắp tới đây thì Canada sẽ có một cái nó kêu là traveler card phải không đó, nó kêu là bà passport đó, thông tin ảo nè, và đó thì nó sẽ đưa cho mình đó là hai cái này. So this she took twice away, the way that she took one and two, so we free for travel and not wear mask. Hopefully, but they said in the Asia, not really, not a travel soon. At least next year, I think. Next year, I think. I'm pretty sure that we will travel soon. Next year, it's next year better for Asia. But we will go in. You go to Europe in the Europe? Fall? Yeah, Europe in the fall, yeah. In Europe for the fall, but because you have two resorts, mình nuôi rồi. So, các bạn ở Việt Nam thì mình sẽ hẹn lại năm sau các bạn ơi, là không có, mình chưa thấy cái tin tức thì không có máy bay, không có vé gì để về Việt Nam hết đó, không? Thì có thể là mùa thu này là tụi mình sẽ có thể là đi du lịch Âu Châu, hay là mấy cái vùng biển Caribbean nè, không? Thì mình sẽ đi du lịch trên những chỗ đó, nhưng mà có thể là chuyến về Việt Nam mình sẽ có thể định khoảng là tới năm sau rồi thôi. Đây cũng là bà xã chích thuốc trước, mình sẽ chăm sóc bà xã trong tuần này để coi có những gì xảy ra, và tuần sau là mình sẽ lên ghế để mình chích mũi thứ hai.
to the south. You can go to Hawaii. Yeah, I know. Now you can go to Hawaii. Yes. I hope the border open, but I'd like to take a train. Yes. I'd like to fly. Not open fly yet. Faster, oh. But I like train to go to across America. Yes. That's a bucket list. Yes, take a train. Mm-hmm. Bucket list, you know, I like to train time to fly. That will have plenty of time. Right. You don't do anything. I like to train. I love train. Các bạn, mình có thể bây giờ mình đi Hawaii được nè. Mình có thể làm đi bên Mỹ mà chưa, nó chưa mở cửa biên giới. Nhưng mình thì không có thích bay các bạn. Mình thích đi xe lửa. Mình đi từ New York thẳng từ bờ đông á, của Mỹ. Đi bằng xe lửa, đi thẳng qua cái phía vùng West của từ phía đông qua phía tây của Mỹ, nước Mỹ, đi lên đi xuống. Mình có thể mua, bây giờ nó có bán loại vé như là mình mua vé, mình đi trong vòng 30 ngày đó, đi bất cứ chỗ nào cũng được đó, trong vòng 30 ngày giá nó cũng rẻ chứ có phần nữa. Thì mình lại thích đi kiểu đó, chứ mình không thích bay nó rất là nhanh, bay nhanh, nhưng mà thích đi kiểu xe lửa đi du lịch, mà mình rảnh rỗi thời gian mà về hưu rồi thì làm gì, chứ ăn được đi chơi với đi du lịch thôi chứ làm gì. Okay. I did your phone. Really? I did your phone. Are you traveling soon? Yeah, traveling soon. In a couple of days. Friday? Yeah, right. Thanks.